cô chào tất cả các em. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một văn bản, đó là Quang Trung Đại Phá Quân Thanh. Vậy để tìm hiểu văn bản này thì chúng ta sang phần 1, đọc văn bản và tìm hiểu chung. Và khi đọc văn bản này thì chúng ta phải đọc ra làm sao, chú ý cái gì? Thì các em theo dõi cô, đó là các em phải chú ý đọc thầm, đọc phù hợp với tốc độ đọc của mình nè. Thứ hai là một số từ khó, chạy chạm, thủ phong, thừa tuyên, binh pháp, tùy cơ ứng biến. Đó là một số từ khó chúng ta phải chú ý để tìm hiểu được tác giả và tác phẩm như thế nào. Thì chúng ta sẽ sang phần 2, tìm hiểu chung. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tác giả. Tác giả ở đây là Ngô Gia Văn Phái. Thì đây là một nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở Tả Thanh Oai, Hà Nội và ngày nay. Đây là một dòng họ lớn, có truyền thống nghiên cứu và sáng tác văn chương. Một số tên tuổi tiêu biểu của dòng họ Ngô Thì này thì đó là Ngô Thì Ức nè, sinh năm vào năm 1709, mất năm 1736. Ngô Thì Sĩ thì sinh năm 1726, mất năm 1780. Ngô Thì Nhậm thì sinh năm 1746, mất năm 1803. Ngoài ra thì còn có một số tác giả như là Ngô Thì Chí nè, Ngô Thì Du nè, Ngô Thì Hương. Và văn bản Quang Trung Đại Phá Quân Thanh này thì thuộc thể loại và chữ viết như thế nào? Là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết bằng chữ Hán theo lối chương hồi và gồm 17 chương. Hoàn cảnh sáng tác của văn bản thì được sáng tác trong một khoảng thời gian dài từ cuối triều Lê sang đầu triều Nguyễn, cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Ở đây ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê, đồng thời thì ca ngợi cuộc khởi nghĩa Tây Sơn do người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lãnh đạo. Văn bản này cô sẽ chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là từ đầu đến ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân, đó là năm 1788. Và phần 1 này nói về được tin quân Thanh chiếm Thăng Long thì Nguyễn Huệ đã lên ngôi vua. Thân chinh đi dẹp giặc. Phần 2 đó là tiếp theo cho đến tiến binh đến Thăng Long rồi kéo vào thành. Phần này thì nói lên chiến thắng thần tốc của quân Tây Sơn với tài thao lược của vua Quang Trung. Phần thứ 3 là phần còn lại, nói lên sự đại bại của quân tướng trong nhà Thanh và tình trạng thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống. Chúng ta sẽ đi sang phần 2 lớn, khám phá văn bản. Vậy văn bản này có những nhân vật nào nè, sự kiện gì? Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1 nhỏ, liệt kê nhân vật, sự kiện lịch sử trong văn bản. Ở đây nhân vật là Quang Trung, La Sơn Phu Tử, Nguyễn Thiếp, Ngô Văn Sở, Lê Chiêu Thống và Tôn Sĩ Nghị. Ngoài ra còn một số tác phẩm, ngoài ra còn một số nhân vật khác nữa nha. Một số sự kiện lịch sử ở trong văn bản này thì đó là thứ nhất, ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân, đi tìm hiểu về nhân vật Lê Chiêu Thống. Đây là bức chân dung của vua Lê Chiêu Thống. Vậy nhân vật Lê Chiêu Thống được khắc họa rõ nét qua những chi tiết, đó là vua Lê trong điện nghe tin có biến ấy, vội vã cùng bọn Lê Quýnh, Trịnh Hiến đưa Thái Hậu ra ngoài, cướp thuyền đánh cá, khi thấy cầu phao bị đứt, ngày mồng 6 chạy đến núi Tam Tằng. Vua Lê đưa Thái Hậu đến đồn Hòa Lạc, được một người thổ hào giúp đỡ.
Và khi vua Lê nghe thấy tin quân Tây Sơn sang đã đuổi theo đến nơi thì vua vội vã đi đến lối tắt đến cửa ải, kịp chỗ nghỉ ngơi của Tôn Sĩ Nghị. Vậy thứ hai chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết vua Lê Chiêu Thống tháo chạy, đó là vì lợi ích của dòng họ nè, vì thế nhà Lê mà trở thành những kẻ phản động, cõng rắn cắn nhà, cõng rắn cắn gà nhà, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, đớn hèn nhục nhã trước quân Thanh. Và tháo chạy đấy thì thục mạng cướp cả quyền của dân mà qua sông. Khi đuổi kịp Tôn Sĩ Nghị thì nhìn nhau than thở, oán giận chảy nước mắt, rồi chấp nhận phần vong quốc, sau này phải cạo đầu tết tóc như người Mãn Thanh. Vậy những chi tiết sau đây nói về Lê Chiêu Thống tháo chạy thì chúng ta thấy được bản chất hèn nhát vì lợi ích riêng của dòng họ mà đem vận mệnh dân tộc đặt vào tay kẻ thù xâm lược của nhân vật này. Ngoài ra thì hành động rước voi giày mã tổ khiến Lê Chiêu Thống mất tư cách của một bậc quân vương. Vậy thái độ của tác giả với vua Lê thì thể hiện sự xót thương ngậm ngùi cho số phận của vua Lê Chiêu Thống nè. Và thứ hai đó là thái độ phê phán một cách nghiêm khắc đối với nhân vật này. Chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu phần 3, đó là chủ đề tư tưởng, thông điệp của văn bản. Vậy, sự đối lập giữa nhân vật Quang Trung và Lê Chiêu Thống nè, giữa quân Tây Sơn và quân Thanh được biểu hiện ra làm sao? Và sự đối lập này đã góp phần như thế nào trong việc thể hiện chủ đề của đoạn trích? Thì chúng ta sang tìm hiểu với cô. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vua Lê Quang Trung nè. Vua Quang Trung nè. Đó là oai phong, mạnh mẽ, giàu tinh thần, tử tôn dân tộc, xông pha trận mạc làm nức lòng quân sĩ, tạo niềm tin, quyết chiến và quyết thắng. Còn vua Lê Chiêu Thống thì hiện lên một kẻ hèn nhát vì sự sống của bản thân mà sẵn sàng bán nước. Quân Tây Sơn thì dũng mãnh, trên một lòng, trên dưới một lòng, chiến đấu xả thân vì nghiệp lớn, sức mạnh thì vô địch, chiến thắng thì vang dội. Còn quân Thanh thì làm sao? Thất bại, nhục nhã, dẫm đạp lên nhau mà trốn chạy. Vậy sau khi chúng ta đã so sánh xong thì cô có một nhận xét, đó là đó nói lên sự đối lập góp phần quan trọng giúp tác giả nhấn mạnh nè, làm nổi bật chủ đề. Và thứ hai là với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc thì các tác giả đã ca ngợi người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ với chiến công thần tốc đại phá quân Thanh, mà đồng thời đó là phê phán, tố cáo những kẻ cướp nước và bán nước. Chúng ta sẽ đi cùng với cô sang phần 4, đó là biểu hiện của những đặc trưng qua đoạn trích. Ở đây bối cảnh đó của cô, bối cảnh thứ nhất đó là đoạn trích đã tái hiện những sự kiện nhân vật có thật ở trong một thời kỳ và một giai đoạn lịch sử cụ thể, hiện lên lịch sử hào hùng của dân tộc nè, và hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ với chiến thắng mùa xuân năm 1789 năm Kỷ Dậu thì đánh tan 29 vạn quân Thanh. Bối cảnh thứ hai đó là nhờ khả năng tưởng tượng, hư cấu và miêu tả của nhà văn, bối cảnh của một thời đại trong quá khứ thì trở nên sống động như đang diễn ra trước mắt người đọc. Vậy thế giới nhân vật ở đây thì chúng ta thấy đó là khá phong phú nè.
Trong đó, tác giả tập trung khắc họa những nhân vật nổi tiếng như vua chúa nè, anh hùng hoặc các vị tướng cầm quân nè. Đó là những con người có vai trò quan trọng đối với đời sống cộng đồng và dân tộc. Vậy, nhân vật Quang Trung, Lê Chiêu Thống là những nhân vật tiêu biểu được khắc họa một cách sinh động, rõ nét, và hai nhân vật đó đã thể hiện khá đầy đủ cách nhìn nhận nè, lý giải về lịch sử của tác giả. Vậy cốt truyện, biểu hiện của những đặc trưng của đàn trích đi tìm hiểu về cốt truyện, đó là cốt truyện này đã được xây dựng trên cơ sở các sự kiện từng xảy ra nè. Tuy nhiên thì tác giả đã tái tạo, hư cấu, sắp xếp theo dùng ý nghệ thuật của mình để nhằm thể hiện chủ đề tư tưởng lúc nào. Và cốt truyện ở đây đó là sâu chuỗi lồng ghép với các sự kiện khác. Ví dụ như được tin báo quân Thanh chiếm đóng Thăng Long nè, Nguyễn Huệ liền họp các tướng sĩ, định thân trinh cầm quân đi ngay. Sự kiện thứ hai đó là lên ngôi hoàng đế, đốc thúc đại binh ra Bắc để dẹp giặc. Và sự kiện cuối cùng đó là quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Vua tôi nhà Lê hoảng sợ nè, hết hồn hết vía, tìm đường bỏ trốn. Cốt truyện này thì có sâu chuỗi bởi các sự kiện này. Và ngôn ngữ thì sao? Ngôn ngữ của các nhân vật như Quang Trung nè, Lê Chiêu Thống hay Nguyễn Thiếp thì đã được tác giả miêu tả khá là thành công và phù hợp với đặc điểm của thời đại, vì thế xã hội và tính cách của từng nhân vật. Nghệ thuật kể chuyện trong Quang Trung đại phá quân Thanh thì cho ta thấy được là lời văn trần thuật thì đặc sắc, cách kể chuyện thì nhanh gọn và chọn lọc sự kiện, khắc họa nhân vật thì chủ yếu qua hành động và lời nói. Thứ hai đó là khắc họa nhân vật trên hai tuyến đối lập nhau. Thứ ba đó là kể chuyện xen giữa miêu tả sinh động và cụ thể, gây ấn tượng mạnh. Cuối cùng thì thể hiện lên nghệ thuật kể chuyện là lời ăn tiếng nói này, phong tục tập quán phù hợp với giai đoạn lịch sử. Phần cuối cùng thì chúng ta sang phần 3, đó là tổng kết. Và tổng kết chúng ta sẽ đi tóm gọn, thứ nhất là thông qua nội dung. Vậy thì văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh thì ca ngợi người anh hùng dân tộc Quang Trung là vị vua văn võ song toàn. Thứ hai đó là cho thấy sự thất bại ê chề nè, khốn đốn, nhục nhã của quân Thanh và bọn Lê Chiêu Thống bán nước cầu Vinh. Về nghệ thuật ở đây, nghệ thuật trong bài này thì ngôn ngữ miêu tả chân thật và cách xây dựng nhân vật thông qua lời nói, hành động thì hết sức sống động. Ngoài ra thì những chi tiết chọn lọc nè, tái hiện tình huống và có không khí thời đại. Bài học chúng ta hôm nay là kết thúc. Hẹn gặp các em vào những video tiếp theo nhé.